Yo, chuẩn bị làm video anh Vinh nha anh em ơi. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Nhật Khánh em ơi. Và ngày hôm nay thì theo như thông báo video thì thực sự là ở cái lần này, mùa event này, Khải cũng đã hỗ trợ cho một số anh em mới vào ban thì một cái event miễn phí đó. Nếu anh em anh Vinh ở ngoài thì tốn khoảng 3 kim, thì nó tốn khoảng tầm 200 nghìn để mà anh úp cốc đỡ lên được 15 tỷ. Thì ở lần này thì ở ban Khải thì những anh em nào mới vô ban hoạt động trong vòng một tuần mà trên 15, 14, 16 công thì Khải sẽ hỗ trợ người đó anh Như Bình free đó. Rồi theo như cái lời hứa thì ok, hôm nay Khải anh Như Bình con đường môn này nha anh em ơi. Anh này thì mới vô ban thôi, Khải có một ạc dư 108 của người trong ban cho, nhưng mà ổng là không thích, ổng lại thích ạc 100 ạc tài kho ổng tự tạo rồi ổng tự chơi cho đến bây giờ. Ạc này cũng khá ok ấy. Đó, đường môn thì ông kêu là thôi cho thì cũng được, nhưng mà ông thích chơi ạc của mình tự cày hơn, nên là ông sắm sửa đồ cũng ok đó, và lên được cái ạc này thì cũng ok ấy. Ok, anh cho anh em thôi. Ok anh em ơi, đó Khải nhảy qua thành đồ cái anh Vinh xô nha anh em. Anh Vinh này được 15 tỷ, theo mà dự đoán ạc này sẽ lên được cộng 105 đó nè. Anh nghĩ gần, tại vì tầm này nó gần 101 rồi, thì anh Vinh chắc gần 105 á. Cái ốc cấp, ốc cấp may mắn nè, nè. Rồi anh sẽ được gì nha anh em ơi. Anh em đang xem đừng quên đỡ lại cho Khải cũng như là anh em trong ban một like xem hộ chơi anh em ơi. Lần này thì anh cho người thứ ba rồi, cố lên. Hồi trước những đầu server thì Khải vẫn canh cho những anh em trong ban, nhưng mà với một điều kiện này nọ gì đó thì đạt thì Khải sẽ hỗ trợ thôi nè. Một kim thì khoảng 70.000 thôi Ngọc Nguyễn ơi, một kim 70.000 thôi anh em ơi. Vui, một kim là 70.000 anh em. Cái mình tiền không đổ đâu đó, cho nó có cái dòng một thị tinh, hai thị tinh. Thị tinh tinh hoàn tầm này rẻ nè mơ, cố gắng mà nó ra những cái gì mà có giá trị một chút là được. Mặt nè gần 200 cái rồi, tiền không đồ, tiền không đồ. Một pháo hoa Evan mùa này cho đến hết là ngày 11 tháng 4 nè, nên là khoảng tầm hơn 20 ngày nữa mới hết Evan. Evan này là Evan chúc mình sinh nhật tem 6 năm nha mọi người. Anh em có xem theo dõi trên kênh thì anh em cũng biết là Khải ăn được mấy ạc nè. Đâu, không có gì nữa ta. Phúc duyên, tiền hỗn lộ, kiếm cái hàng gì vậy? Phúc duyên đại, quên quế tử đại. Quế tử đại tầm này cũng 50 xu cũng bình, thì tinh cũng rẻ, quế tử cũng rẻ, tinh hồng cũng rẻ, tiền hỗn lộ cũng rẻ. Là bài boss, chủ yếu đánh tiền lên bài boss này. Đó, một con, một bát bảo rương, mảnh ăn ban nhiêu tinh, mở mảnh điền thạch ngược bồi một, mảnh ăn ban một ngọc bội nè mà. Này 8 mảnh mới được một món như nè, nên là hơi khôi vậy, không biết mảnh nào mảnh hiếm luôn. Chiếu dạ 5, rồi chiếu dạ 5 bước, bước luôn, chặt rừng. Chiếu dạ tầm này hồi trước 3-4 triệu một con, tầm này có 10 kim à, 700 nghìn à, khá là rẻ. Khui trời, dạng 5, dạng 4 là có tiền rồi. Dòng 4 là có ấn phòng thủ lý rồi. Dòng 5 anh em ơi. Đâu, dòng 4 là mình hiếm á. Tiếp tục nè. Ok, cảm ơn Ngọc Nguyễn nha. Xem highlight Khải vô led, xem Khải nói chuyện nghe ok. Ok, cảm ơn người anh em. Nói chung là mỗi người like một cách mà anh em. Anh em thích thì ok, cảm ơn mọi người nhiều nha. Mỗi người mỗi tính anh em, không sao không thể nào giống nhau được. Ồ, 400 cái, 450 cái. Gì đây? Thiết là hán. Nói chung là livestream mà mỗi người mỗi tính. Nói chung anh em mến, anh em yêu thương thì đừng quên đỡ đại cho một đăng ký ủng hộ chơi nha. Nó cái gì là màn này. Đù, hình còn có 400 cái thôi mà chưa có một cái nến kỹ năng tiềm năng nào luôn. Như ạc chính của Khải thiếu một cái kỹ năng nữa sao? Quá tử đại tiếp. Bật điện ra sáng sáng tí anh em, công kiểu sao tối. Đang quay video mà sao tối. Ôi, gần 1.000 cái nữa mà. Em lần này thì vừa rồi ép phải còn tốn 10 ca su, là tốn 700.000 nè, tốn 700.000 kèm với 50 ca điểm tốn kim đó. Nói chung là anh em Vinh lần này thì hết 700.000, liệu thử được gì nha nè. Như đấy, trời lại chiếu giả 7 nữa.
Nói chứ giả tám là có 10 kim bù lỗ, bù lỗ Evan rồi. Sắp luôn. Mảnh ngựa thì mảnh 8 nó hiếm rồi nè. Còn bông tiêu là mảnh 2. Cũng đang cố gắng tìm ra mảnh bông tiêu nè. Bông tiêu. Mảnh bông tiêu 2 có 10 triệu nè. Mảnh bông tiêu 2 đang rất là có giá trị nè. 10 triệu một mảnh á. Ép lên một con có thể bán mười mấy triệu á. Thì tinh, trời ơi, không có dương tinh thần mà luôn đây mà. Tiền hối lộ up cấp 104. Quá tử. Thiết là hán đã qua chính cả cánh nha nè. Thiên sơn, cánh bên thiên sơn luôn. Những pha cuối cùng là ra thiên sơn. Quá tử. Bất rừng tiết. Khui. Trời. Mảnh hiệp cốt nhu tình ý kết. Hiệp cốt 5 năm à. Mảnh ngọc bội 5. Ngọc bội nhu, quên ngọc bội hiệp cốt nhé. Hiệp cốt 5. Không biết mảnh nào mảnh hiếm, cứ mở ra cho anh đó thôi nè. Nếu mà chúng mình hiếm thì bán có tiền thôi. Thì hiện tại bây giờ thì không biết mảnh nào mảnh hiếm luôn nè. Ui, trời ơi, không có một cái bút kỹ năng tiềm năng luôn. Quá nhỏ, quá đen. Rồi. Giờ là bác giao dịch cho ngạc chính này. Mấy cái bình tiền thổ lộ này nọ này. Phúc Duyên này nọ này. Úp 104 gần 105 rồi. Cái này chắc ăn lên 105 đó nè. Đó, theo dự tính thì 105 á. Rồi. Cái này nè. Tiền thổ lộ bỏ qua nè. Tiền thổ lộ bỏ qua chính nè. Một bình tiền thổ lộ tầm này khoảng 12 cho đến 15 xu nè. Bao nhiêu bình? 2, 4, 6, 8, 10. 10 bình này cho khoảng 120 xu rồi. 120 xu. Rồi, thiết là hát qua. 120 xu. Rồi, một con boss rồi. Đâu, một con boss nữa chứ. Rồi. Ê, 120 xu. Rồi, tiếp theo này. Giao dịch những cái tiếp theo này, quên này. Đến cái cá nhân. Ôi, cá nhân chưa đủ, cá nhân còn thiếu. Rồi, từ từ, để cái giao dịch mấy cái bớt này qua cho Thiên nè. Mấy bên huyện dân đại nè. Quá thủ đại. Mấy bình 1, 2, 3, 4. 250 xu nữa là 370. 370 xu. 37 xu Phúc Duyên. Thì tinh. Trời ơi, 1, 2, 3 Duyên 100 xu nữa. Rồi tất cả được mấy 500 xu thôi. Còn 500 xu thôi. Con boss này 100 xu nữa. 600 xu. Rồi toàn 600 xu rồi nè mà. Có được 600 xu thôi. Chưa có gì hết. Rồi, ok. Khui cái cuối cùng. Đó, tất cả ăn hết được mới được 600 xu thôi. Biết lỗi lờ mày thấy mới được mò ý 600 xu thôi. Rồi, tiếp tục ăn nè. Rồi, khui cái cuối cùng. Như này. Rồi, tăng 200 sinh lực. Dư 4 điểm mà, úp cấp nè. Dư 4 điểm úp vô luôn. Rồi. Đây lực tay nhiêu rồi. 4k6 à, tăng lên 4k7 luôn. Đó đẹp. Dư 4k7 không? Gần 4k7 à. Rồi. 600 xu. Càng khôn 500 xu. K1. Rồi. 500 cá nhân này á, cho 300 xu nữa đi. K4. Mình nạ kháng cả 5. Mình nạ kháng cả 5, 500 xu. K9. Hộp quà nè. K9 rồi, cái này 200 xu. 2K1. 2K1. Rồi cái này là 7 cá là 700 xu. 2K8. Rồi 2K8 một khui nè. 2K8 còn gì nữa không? Trời ơi. 2K8. Rồi khui nè. Trời, nhìn thì tên buồn gớ gốp. Rồi rác luôn. Được 2K8 rồi em ơi. 2K8 cho anh tiếp tục 50 cái này sẽ được cái gì nha. Ui. Một phi phong này được mấy ngày? 3 ngày 30 xu. Rồi khoảng 3K1. Ui. 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 Thì tin bắt đầu rước. Ui. Trời. Nến. Kỹ năng nào? Kỹ năng một cấp đâu? Trời ơi. Trời ơi,
thì nên không ra luôn. Quá nhỏ. Rồi thu được 3 cà mấy nữa mà, 3 cà mốt rồi mà. Mấy bao? 1, 2, 4 bao, 5 bao cho 500 xu đi. Còn 4k với tinh hồng này thì tinh nè, thu còn 4k nữa mà. Như này kỹ năng này 500 xu nữa, 4k rưỡi, nhưng thì tinh 30 xu. Rồi trên là lỗ em ơi, tính ra thu cao lắm là khoảng 5 kim thôi. Rồi lỗ, nói chung là đầu tư 10 kim anh không có một cái gì luôn, lỗ hoàn toàn không có một gì luôn nè. Rồi ok, nói chung là lỗ 5 kim, lỗ nửa tiền, quá nhỏ, không có lỗ 30 kiếp luôn. Chủ yếu tìm lỗ 30 kiếp như lại còn mảnh mục tiêu 2 mà không ra nè mày. Chúng anh mình lần này lỗ nửa tiền. Rồi ok, giao dịch qua hết nha mọi người. Thiết là hắn nè, đây chính nè. Rồi kiến thức là bao nè, để cho bang nè, phi tóc nè, mai đông công thành, sinh lực cho đan nè, kháng cả nhận cho đan nè, lấy kinh nghiệm nè, kháng cả 10 giờ đan luôn nè, bút nè. Rồi nói chung là lỗ sắp mặt anh em ơi. Càng khôn nhạc ngày mươi khải nè, này dương cho anh em bang nè, dương không làm gì. Ủa sao đứng hình rồi, ủa đứng hình rồi ta, nó phải chứ. Rồi thùng rác nó rác, biết là bang cho bang nè. Rồi ok thôi, đó là đi chặt rương luôn đi. Cái này đi nộp top 3. À mà thân phục nè, còn có thiếu không? Ngày 14 tháng 4 à, sắp hết hàng nè. Ngày 14 tháng 4 có nào đẹp hơn không? Rồi 31 tháng 3, tức là cái nào cũng 7 ngày, toàn 7 ngày không. 31 tháng 3 toàn 7 ngày thôi em ơi. Bước xe nào cần, xe nào cần em tự giao dịch thôi. Ồ phải có 2 cái cần nè, nhưng mình hết hàng. Rồi ở chính cũng hết hàng luôn. Ok, bù qua đây. Rồi ok anh em ơi, anh em xem video lần này thì đừng quên để lại cho Khải cũng như là sự đầu tư cho anh em trong bang một like chia sẻ ủng hộ cho nha. Cảm ơn em rất nhiều và đừng quên like chia sẻ ủng hộ video nha anh em ơi. Ok, chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye. Đăng ký kênh ủng hộ mạnh nha anh em ơi.